Sắp tới nơi rồi, sắp tới nơi rồi. Thẳng lên luôn, thẳng lên luôn, thẳng lên, thẳng lên, nhanh. Đây, bên này, bên này, bên này, bên này. Bên này. Cái chỗ ta đang đứng ở đây mà mày quẹo qua bên kia gì vậy ba? Hello, xin chào mọi người, mình là Ba Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bảo Mập sẽ chơi Minecraft. Và lần đầu tiên Bảo Mập chơi Minecraft và mình sẽ có nhiệm vụ là hướng dẫn Bảo Mập chơi game Minecraft. Và từ đây về sau, khi mà bắt đầu chơi một cái game Minecraft nào đó là mình sẽ có thêm một thành viên mới, đó là Bảo Mập. Ok, đây là lần đầu của mình và Kia đã lấy cái lần đầu đó của mình. Gì mẹ? Cái gì vậy? Đi ra cho mẹ, đi, né ra, mày đứng là gần tao quýnh mày á. Mày đi ra. À, đây, đây là cái game mà map đầu tiên Bảo Mập nó sẽ chơi, đó là Half Hearth Race. Đấy, nhưng mà thật ra là không race. Mình sẽ hướng dẫn Bảo Mập cho Bảo Mập biết cái game này nó khó cỡ nào và nó sẽ từ bỏ. Đó. Từ bỏ thôi. Mới bữa đầu mày hỏi từ bỏ thì bữa sau mình còn giới thiệu là đây là thành viên mới chơi Minecraft làm gì. Rồi, ok, bắt đầu vô game. Nhớ nha Bảo Mập, mày rớt trên 4 ô trở lên là mày sẽ chết nha. Còn 3 ô là mày sẽ không chết. Đó. Đây, đi đây nè, ba đi đây nè, đi đây nè. Phím nào chơi mày? Đây, bên này, bên này, bên này. Đi xuống từ thôi nha. Đó, 4, 3 ô là không sao nha. 1, 2, 3, 3 ô là không sao nè. Đó, cứ 4 ô là bị. Xuống, xuống theo tao nè. Nhớ bấm phím ship để khỏi té nha. Rồi, chết. Tao nói là xuống từ rồi. Rồi, xuống nè, xuống. Đừng ô vẫn dễ chết đó mày ơi. Đúng rồi, xuống xuống, đúng rồi. Bay 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 qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đúng rồi. Rồi 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 xuống 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 chỗ coi đứng nè. Xuống chỗ coi đứng nè. Đó xuống. Đúng rồi, rồi qua đây. Đi gái 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 rống 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 gái về nhà chồng luôn có thiệt đó gái. Nè, tao đi cái đâu mày đi theo đó nha. Đừng có nhảy ba, trong này đừng nhảy, đừng nhảy. Nhảy là cái bắt đầu nó tăng cái block lên cái là mày chết á. Rồi xuống đi, xuống. Ok. Rồi cái chỗ này nó hơi căng thẳng một chút nha, nhưng mà không sao. Đè phím control nha. Đè control. Rồi chạy nhảy qua đây. Ok, vẫn được. Không sao. Rồi xuống đây. Ê không phải, đừng xuống đây, chết. Đây này, xuống đây nè. Đó. Từ từ, đợi xíu. Từ đợi xíu. Rồi, nhảy qua bên kia nha, nhảy theo tao nè, nhảy qua. Đó. Rồi, quá. Ok, giờ hold me tight nha. À! Ủa còn sống mày? Ủa, hên vậy ba? Không hiểu luôn. Trời, tính ra Bảo Mập nó hên đấy. Thiệt sự. Ấy thế mà không chết. Ê, cẩn thận nha Bảo Mập, chỗ này khó nè, cẩn thận nha. Đúng, đừng có nhảy, qua đây. Rồi, cái chỗ này nó hơi căng một chút nè, đó. Cái chỗ này nè, mày thấy cái phần mà cao nhất ở bên kia không? Hoặc là cái phần cao nhất ở bên này nè. Đó. Nè, nhảy theo tao nha. Đó, xuống chỗ này nè. Đừng có nhảy. Tao nói rồi đừng có nhảy. Xuống, qua. Bên này, đè. Cái ô này nè, thấy không? Mày mày cứ đè nút W, mày đè mày né ra đó, mày đi qua được bên này xuống. Đấy, chính xác. Good boy. Đó, chỗ này nè, cục này nè, cục nhỏ nhỏ nè, thấy không? Ê, bình thường nước ngoài người ta good boy là khen chó đó má. Ủa yeah. Mày thấy nhà cục sư không? Ê, nhà cục sư xong good boy. Ai biết? Tao nào biết? Nhà có nuôi chó đâu mà có biết. Khoan, từ. Chỗ này nó sẽ hơi căng thẳng một chút, lên trên này nè. Đó. Rồi vẫn giống như vậy nha, là mày sẽ đi qua khúc này mày đi xuống. Đó. Ôi, good. Ê, chưa nha, chỗ này là phải nhảy nha. Đợi xíu, né ra coi nhảy cho. Nè. U, đó xuống đây nè, xuống nào nè, xuống chỗ nào nè. Yeah, xuống. Nice. Quá đỉnh. Rồi, xuống từ nha, đừng cái nào cao quá đừng có xuống. Rồi, ok. Rồi, xuống luôn. Ôi, chỗ này hơi cao cực cực. Không sao, xuống được. Đấy. Đấy. Ê, làm sao mình có thể mình đông đưa bằng mắt kiểu như là biết là chỗ này nó 4 ô gạch hay là 3 ô gạch. Chơi riết quen thôi ba. Cái này thật ra là chơi riết quen thôi. Đáng lẽ là hôm nay có thằng Vami nữa đó, nhưng mà Vami nó bận rồi. Nó chuẩn bị đồ chơi, nó chuẩn bị đồ, nó đi
cabin cắm trại này nọ rồi. Nó bỏ hai thằng bơ vơ một mình ấy. Thế là đâm ra đi mùi nè. Đó, đi leo núi đi mùi nè các bạn. Yeah. Đấy, thế là chỗ này nó có chipboard rồi đó bao mập. Ngon không? Ngon lành. Đấy, trời ơi. Rồi cái chỗ này nó hơi căng căng một chút nha. Chạy nhanh luôn nè, bấm control chạy nhanh luôn nè. Ủa sao đụng cái cây không qua được ta? À, đây. Cái đó cái lá ba, cái lá sao mày qua được? Lá mà. Bình thường tao đụng vô lá là lá đi qua luôn á mà. Ừ, có... nhưng mà logic của Minecraft nó khác. Đây đây đây, chỗ này cẩn thận nha. Nhảy qua. Trời. Hay quá. Quá lắm. Tao chỉ hơi bậy chút, không sao, làm lại. À, bay cái bột. Chứ đáng lẽ là chỗ hồi nãy mình nhảy là nó hơi sai đó. Ủa mày cũng ở đây hả? Tao tưởng mày qua kia. Ủa, đi con, ủa con rớt chung với mày mà, con rớt trước mày mà. Dạ. Ừ. Ok, ra chỗ này nhảy, nhảy đây nè, đó. Rồi. Tao nghĩ là ở đây. Nhảy tên tao. Đó, mày tào lao nữa, nhảy theo tao là qua rồi. Ờ thật, thật ra cái chỗ của mày cũng qua được mà. Cái gì không? Ở đấy, trời ơi. Rồi chỗ này, coi. Trời ơi, thấy không? Good boy, à lộn, good man. Good man. À, good man. Kêu good boy cái nó giận nữa. Tự good boy xong tí nó chỉ có good girl là tao đấm mày liền. Ủa good girl lộn lẽ là khen chó cái hả ba? Đúng không? Bây giờ tao qua tao đấm được không? Mày nói gì vậy? Rồi, đó, bắt đầu có checkpoint nè, đây. Easy không bảo bập? Ủa nó đâu vậy? Đây. Dễ không? Được, bắt đầu quen rồi. À, bắt đầu quen rồi nha, rồi, chỗ này mày đi trước đi. Đi trước. Quen sơ nữa chứ. Mày chưa thân lắm. Đấy. Nè, mày đi, mày để ý cái ổ giữa nha, mày cứ đi ở giữa ô là được. Đó, mày cứ để ở giữa ô là mày đi được. Là mày sẽ không chết. Đúng. Đó, cứ đi qua. Đi qua. Đi lên. Mày không chết. Cần làm giống mày không? Không. Đừng bắt chước. Chuyện gì chứ, cái chuyện này đừng bắt chước. Chết. Ủa sao mày không chết, tao chết vậy? Ai biết. À, mày chích mày của mày nhiều, tao có nửa giọt phải không? Tao có nửa giọt à mẹ, chơi là chơi đều hết chứ đâu ra có vụ đó. Ủa sao nãy nghe cái tịch cái mày không chết tao chết vậy? Cầm lao. Rồi qua đi rồi biết mùi. Qua đây. Mày bị nướng đây là mày biết cái này. Mày biết cái chảy xuống đây là cái gì không? Là bà đấy. Ồ, biết luôn à. Ừ, tại vì tao thấy mùi thịt khét của tao lên. Ghê. Chưa kịp chín. Ghê rồi à? Ừ, chín nửa trái thôi. Chín nửa trái đủ chết rồi. Khó dữ trời. Rồi nè, chỗ này đi xuống lại nha, chỗ này là dốc cao nha. Chết một phát là quay lại luôn á. Bên này nè, bấm mập. Nhanh. Xuống đi, chỗ này không cao lắm đâu, vẫn đi được. Rồi, xuống đây. Xuống luôn. Đó, rồi, chỗ này dễ lắm, chỗ này easy luôn, bao easy. Nhưng mà qua chỗ này lên chỗ kia là tao nghĩ là mày cũng hơi đuối rồi đó. À, đúng rồi. Và mình phải sớm quen nó vô được cái hành trình Minecraft này các bạn. À, tao phải cho mày chơi cái này khó để mày biết mày bỏ cuộc chứ. Mốt mày ví dụ như là cái trò nào mới chơi mày có thể cho tao chơi chăn gà, chăn vịt gì đó cho nó dễ được không? Chăn gà, chăn vịt thì dễ quá rồi. Ê, tao phải luyện mày từ đây chứ, tao phải luyện mày từ lúc mà mày phải biết chơi bắt cua bên Minecraft chứ. Rồi thay vì có thể là chơi mới vô chơi bắt cua thì có thể là mày cho tao làm tú ông á, kiểu như đi bên này nhảy lên đây nè nhảy lên. Không nhảy hai ô được, chỉ nhảy được một ô thôi. Đúng rồi, good. Tao kêu good nha. Góc này sao nó nhảy qua được hai tay hả? Đó, trời ơi, đỉnh của đỉnh không. Nghệ thuật. Rồi, lên luôn. Té nha, té cái là đi lại. Good job bảo mập. Rồi chỗ này hơi căng căng nha bảo mập, chỗ này hơi căng căng sao cho mày á. Mày chết một phát là mày đi lại nãy giờ luôn á. Cố gắng đừng chết nha, khúc này nha. Đây mày nhìn trước nè. Nhìn nha.
Đó, qua. Tao hứa với mày luôn, bây giờ nếu mà tao ngã xuống mà tao phải đi lại là tao chào cuối clip liền luôn á. À, tao sẽ gật đầu tôi chào các bạn cuối clip, hẹn các bạn lần sau. Còn xa đi lắm, ba mới được có nửa đường thôi. Từ từ, coi chỗ này nha. Có cái cục ngay chỗ này nè. Nhảy qua, dễ mà. Mình cúi xuống mình nhảy được không? Bình thường đúng không? Không, được, cúi xuống nhảy qua được. Yeah, ok, còn nữa chưa hết đâu. Cái này là còn nhỏ thôi. Rồi, nãy giờ là do là Bảo Mập nó có vấn đề về cái máy tính của nó nên là bây giờ nó mất thêm một khoảng thời gian nữa. Thôi đi nè, đi. Cúp điện thôi các bạn, không gì cả. Ê, rồi, qua đây nè nha Bảo Mập, lên đây nè, lên đây. Tao nhảy cái gì tao thấy hơi đi. À đây, ok. Đó, đúng rồi. Cái này là đi lên dốc lại á, từ từ nha. Quá. Cứ qua bình thường đi không sao đó, cứ nhảy qua bình thường. Đó, rồi chỗ này nhảy lên nha, nhảy lên. Không, tâm lý người mới. Không cần control, không cần bấm control. Ok, rồi. Nhảy lên. Đó, lạng quạng cái gớt cái chết cái đi lại vui lắm nè. Ê, rồi mày nhảy qua kia trước đi, mày nhảy qua kia kìa, bên kia kìa. Đó, cái dấu cộng đó, nhảy qua. Đúng rồi đó. Ừ. Đừng thở các bạn. Đây, con nhảy trước cho coi nè. Không đâu đi. Đó. Rồi mày đứng chỗ, ok. Trời ơi mém nữa là mày, rồi quá luôn. Yeah, hay quá ba mập ơi. Mày đứng chỗ, ủa sao nó ở đây rồi. Good job. Có tài, có thiên phú cho Minecraft rồi đó. Được. Lần sau là đi mấy cái game khó hơn được đấy. ghê. Xuống đây nha, rồi xuống. Nè, đi theo cao nha, chỗ đó là 4 á, rồi qua đây xuống. Rồi xuống, đúng rồi, chỗ đó có 3 à. Rồi ok, xuống luôn. Xuống bình thường hết. Chỗ này xuống bình thường. Rồi qua cái chỗ này là có checkpoint rồi. Đấy, có checkpoint này nè. Bịt. Ai, xương rồng đụng chết nha. Xương rồng đụng là chết đó, đừng đùa. Ui, mém nữa đụng. Xương rồng đụng là chết đó. Theo kỹ năng đời sống của tao thì đụng xương rồng chỉ có đi nhổ xương, nhổ chỗ lông ra thôi chứ không sao cả. Ừ đúng rồi, nhưng mà bên này đụng phát là mất máu đó. Đó, tao chạy qua đó. Ok, chạy theo tao đi, bấm phím control lên chạy. Ui, chỗ này đừng bấm phím control nha, chỗ này bấm phím control là chết luôn á. Chỗ này là giống như bên kia kìa, đi chậm thôi. Chỗ này nè, đi chậm thôi nha, đừng đi nhanh quá. Đó, cứ đi qua là được. Cứ đi bình tĩnh đi qua là chết. Cứ bình tĩnh đi qua là chết. Tiếng Á. Bó tay được chứ. Ok, tao qua được rồi nè. Yeah. Đứng đó mày chờ tao đi, tao tới liền giờ mà. Tới liền giùm cái nha. Mày tin tao, tới liền nè đó. Thấy bóng dáng tao chưa? Chưa. Xa lắm ba, nghĩ sao kêu tới liền được. Rồi thẳng tới luôn. Yeah, Bảo Mập đã lưu chip bone rồi. Okay. Rồi, bấm phím space để nổi nha, vừa đi vừa nổi. Cái này nó có bong bóng nha Bảo Mập, bấm phím space lên. Cái này khó nha, chứ không phải dễ đâu nha. Cái này khó đó. Ôi, ở dưới đúng sâu luôn á. Ừ, follow me nha, xuống. Yeah. Vừa xuống một khoảng bấm space á. Tích á để nó nổi lên. Rồi vô đây thở nè, Bảo Mập vô đây thở. Nhanh. Rồi. Xuống, ghê không? Chỉ phát, học thuộc ngay, ghê thiệt chứ. Mấy cái chỗ đó nếu mà ví dụ không... Bên này bấm up ơi. Đó, nếu như mà không có thì mày sẽ chết. Tại vì cái bong bóng của nó ít lắm chứ không có nhiều đâu. Lên luôn. Nice. Ok. Có vẻ là tiếp luôn. Thì chọn một cái game có vẻ là rất phù hợp với cái việc hướng dẫn các bạn. Ủa vậy hả? Đủ thế loại luôn. Lên. Đó, Bảo Mập chết. Rồi, xuống luôn nè, xuống. Rồi. Cố lên. Sắp tới nơi rồi. Thẳng lên luôn, nhanh. Đây, bên này, Bảo Mập, bên này. Cái lỗ này. Cái chỗ ta đang đứng ở đây mà mày quẹo qua bên kia gì vậy ba? Người ta chưa điều khiển được. Nó khoái cụm đầu lắm hay sao ấy. Rồi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị lặn thêm một kiểu nữa nè. Đây. Rồi, chỗ này có chỗ thở luôn. Quá đỉnh.
Xuống luôn. Lên luôn. Lên luôn. Sắp hết hơi rồi, Rồi thoát luôn rồi, hay quá. Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cái vùng nước này. Khó thở vãi nồi. Lên đỉnh đó là thoát phải không? Thoát luôn phải không? Chưa, còn dưới địa ngục nữa ba. Phải đi xuống địa ngục nữa dễ gì? Lên trời đủ rồi, đừng xuống nữa. Rồi lên nè. Coi chừng đụng vô cái đó chết, cái đà đi lại chỗ nước vui lắm á. Né ra nhà chết, cái đi lại chỗ nước vui lắm á. Rồi chỗ này có checkpoint. Ok. 27 phút của tôi. Tiếp luôn. Rồi lên 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 trên cây nè, leo lên cây nè. Đấy. Đây, lên 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 cây cũng đừng rớt nha, làm gì làm lên cây cũng đừng rớt. Rớt okay, là chết okay. Đấy. Đó, giờ chạy rất là sung. Đúng. Đi được rồi, bây giờ chuyển qua chạy nữa các bạn. Đúng, chết đó, đừng đùa. Chết đó, đừng đùa. Woo. Tao tao có cảm giác là do là cái lá cây nó êm á, nên tao chạy lẹ lắm. Không có đâu. Lá cây này mày rớt theo kiểu hình như là nó không có đỡ sức rơi. Hình như là nó không có giảm sức rơi. Rồi nhảy qua từ từ. Xuống dưới một bậc nữa, rồi chỗ đó mới nhảy qua. Yeah. Rồi chỗ này là nhìn tao này nha, xuống. Không nhảy phải không? Giỡn phải nhảy đi các bạn. Phải nhảy chứ ba, không nhảy chết sao? Tào lao. Bây giờ nó đang nhảy một cách slow motion. Rồi, lên, yeah. Đã có tới được cái checkpoint tiếp theo rồi. Vô cổng địa ngục qua luôn. Địa ngục, địa ngục này là cuối cùng luôn á, bao mập, sắp xong rồi đó, sắp xong rồi, cố lên. Yeah, rồi. Ê, các địa ngục nha, cái màu xám xám là các địa ngục, mình đừng có bước vô nha, bước vô là nó đi chậm lắm. Mày bước lên màu hồng hoặc là màu nâu là được. Cái hồng này tao cảm giác đang đi trên thịt của người ta mày. Không có đâu, thịt đâu, cái đó là đá nether của người ta, đá địa ngục của ba. Ồ gì hả? Ừ. Không biết mà mày nhìn ghê, sao hồng ghê. Cái màu xám á, nếu như mà mày cho do trong này nó là 8 bit nên là mày nhìn nó vậy, chứ mày nhìn mấy cái màu xám này ở bên ngoài mà cái ảnh mà được nó làm lại á, là những cái này là những cái khuôn mặt á, ba cái khuôn mặt á. Thì ghê trời. À, đá các địa ngục ghê lắm. Ê, chỗ này coi gừ nha, qua đây nè. Lên. Chỗ này là phải bấm control nha, rồi. Theo cả nhà. Rồi. Rồi control chạy qua. Đúng rồi. Từ từ. Rồi nhảy qua. Rồi. Rồi nhảy qua kia luôn, đúng rồi. Rồi nhảy lên luôn, đúng rồi. Từ từ, không lên đó được đâu, qua đây nè. Trời. Tào lao. Mới thấy nó chết luôn rồi, nãy giờ nó chưa chết, giờ nó mới thấy nó chết luôn. Không, ghi quá, tao nhảy đến đây có sao mà. Không, đừng nhảy, đợi xíu có biết đường đi rồi. Đây không? Tính ra là phải từ cái cục này qua cái cục nhỏ gì dưới kia phải không? Hả? Không, rồi. Đó, xong rồi nhảy xuống dưới kia. Nè, theo ta nè, bên này nè. Đó, xuống đây. Không, đi xuống dưới này đúng không? Rồi, đi xuống dưới. À, thì cái này ban đầu tao có thấy rồi. Rồi đi xuống cái cừ nha, xuống cái cừ. Cừ chết được, mày nghĩ sao mày xuống sai vậy được ba? Chưa chết mày ơi. Cho chết cái mắt câu không? Đấy, thấy chưa? Mày thấy nó chôn nhau chưa? Trời ơi là trời. Ây da. Tự nhiên không đang nhảy cái đụng bảo mập xong cái đứng lại luôn. Hey. Tạm ổn rồi, tạm quen. Đấy, win rồi, về đích rồi. Ê, lửa nữa, còn lửa nữa, từ còn lửa nữa. Từ nha, còn lửa nữa đó. Woo. Lửa nè, đó, lửa nè. Cẩn thận nha, lửa cẩn thận nha. Đụng phát là chết đó, chứ không phải đùa đâu. Ui, sao lửa nhiều vậy? Ôi mẹ ơi. Ôi, lửa. Biết đi bên nào? Hồi nãy đứng xa xa thấy đỡ đỡ, giờ đi quá trời luôn. Ừ. Tao cũng không nghĩ nó nhiều vậy đâu. Ok, sắp ổn rồi bảo mập ơi, sắp win rồi. Chà, căng dữ coi ha. Rối nha. Trời, cái trò này bắt tôi phải đi từ từ nữa chứ, bực thiệt chứ. Đang vội.
đang bị Tào Tháo dí mà đi cừ cừ kiểu này chết luôn á. Ghê quá mày ơi, tao nghĩ là tao sẽ chết ở đây mày ơi. Thôi cứ đi bình thường đi, cứ đi bình thường đi. Hãy về đi để tao một mình ở chốn địa ngục này. Mày đi chen luôn đó, xui cái đi chen luôn mà. Vai đàn đi chứ. Không sao, mình về trước, mình sẽ kéo Bảo Mập lên. Cách nào? Yeah. Win rồi. Win chưa? Chưa win. Rồi đi tiếp nè cu. Cuối cùng cũng tới nơi rồi đó. Bây giờ leo lên núi này nữa là coi, leo lên núi này là coi như là đã chinh phục được rồi đó. Ê, hồi nãy xuống dưới gọi là tầng sâu nhất, còn bây giờ là lên tới tầng cao nhất, còn cái trò. Ừ, còn bây giờ là lên thiên đàng rồi đó. Bây giờ không xuống địa ngục nữa đâu. Lên rừng xuống biển là mình đi hết nữa. Thay vì nhưng thằng Bami hôm ngày mai là đi cắm trại, như nãy giờ là mình đi gọi là đi khắp thế gian rồi nha kia. Còn hơn vậy nữa mà. Ừ, đi qua cõi sống và cõi chết luôn. Ê mày lên đây đi, lên đây. Có vụ gì chết? Nè. Nhảy y chang mày hồi nãy nè, đó. Good. Quen tiếp luôn. Dạ. Rồi lên. Ủa ba cái vụ này dễ mà. Cái nào ủa này đơn giản luôn á. Nhắm mắt nhảy cũng được nữa. Trời lên đỉnh rồi. Tôi lên đỉnh rồi. Yeah. Lên đúng kiểu mờ xương luôn. Wow, lên tới mây luôn rồi. Ê nhảy xuống đây nè, nhảy xuống nào Bảo Mập, nhảy xuống. Ủa? Ủa cái chỗ này không đi được hả? Vai chè đậu đi chứ, tưởng xuống đây là xong rồi. Tưởng đâu nhảy vô được cái ô đi chứ, ai dè. Ê, và nói chung là cuối cùng mình với Bảo Mập cũng đã hoàn thành được cái game này rồi. Úi trời ơi. Khó khăn là... phải nồi. Nó không phải là khó như mình tưởng đâu, mà nó khó hơn mình tưởng các bạn ạ. Rồi thì ok, thì mình với Bảo Mập sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao lời cho mình và Bảo Mập một like, một share và subscribe channel của hai đứa mình nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.